Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với môn học trực tuyến. Hôm nay chúng ta đến với nội dung là sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. Tiết học trước chúng ta đã học cái gì các em còn nhớ không? Đó, tiết trước thì chúng ta học về phần gì? Đấy, các em về suy nghĩ nhá. Chúng ta cùng đến với phần 1 nhỏ trong học tập. Là phương tiện để học sinh học tập đó. Và rèn luyện kỹ năng địa lý học ở lớp, ở nhà và làm bài kiểm tra đó. Xác định một vị trí của một điểm. Đấy. Đấy. Đây là so sánh châu lục trên thế giới. Chúng ta có châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Nam Cực. Trong đời sống thì nó là phương tiện để sử dụng. Rộng rãi trong đời sống. Đấy, bảng chỉ đường. Trong nông nghiệp, đây là bản đồ thời tiết thủy văn. Đây chính là bản đồ tham quan ở Quảng Bình. À, đây là du lịch bến xe buýt thành phố Hồ Chí Minh về giao thông vận tải. Đó. Thì nó phục vụ các ngành sản xuất như nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, du lịch vân vân. Đấy. Trong quân sự, sử dụng bản đồ Atlas trong học tập. Những điều cần lưu ý. Chọn bản đồ phù hợp với nội dung và mục đích sử dụng. B. Đọc bản đồ. Xem và hiểu tỷ lệ bản đồ, nghiên cứu kỹ bản chú giải. Đây là tỷ lệ 1 phần 6 triệu. 1 cm trên bản đồ sẽ bằng 60 km trên thực địa. Đấy. Một km thì bằng 1.000 m và bằng 100.000 cm. Đấy. Đây là tỷ lệ. Nếu tỷ lệ là 1 phần 250.000 thì chúng ta sẽ có là 1 cm trên bản đồ sẽ bằng 25 m trên bản đồ. Rồi, trên thực địa. Đây là các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đó, hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Thì xác định vị trí phương hướng trên bản đồ dựa vào hệ thống kinh vĩ tuyến. Đây, Tây, Bắc. Đấy, Tây, Bắc. Tây, Nam. Đấy, hướng Đông, Bắc. Đấy, và hướng Đông, Nam. Rồi. À. Này. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lý trong bản đồ. Gì ấy, Jin? Xong chưa? Jin, làm bao nhiêu bài rồi? Làm 5 bài á? 5 bài, mỗi bài bao nhiêu câu? Nào con đúng không? Jin. Đấy, bố cho giải trí cho ấy hoa quả đi. Đó. Chúng ta đọc bản đồ cần phải gì? Đọc được mối quan hệ giữa các dấu hiệu đối tượng địa lý ở bản đồ. Đó.
Đó. Thì đây là vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng. Tìm hiểu các bản đồ có nội dung liên quan, ví dụ giải thích có nhỏ đây gìn. Giải thích tình hình phân bố mưa ở Trung Du miền núi Bắc Bộ. Đó. Đó. So sánh với bản đồ cùng loại với khu vực khác. Đó. Thì chúng ta cùng suy nghĩ câu hỏi này khi chúng ta về nhà nhé. Bây giờ chúng ta dừng bài học ở đây.